Bây giờ mở mắt con còn thấy ánh sáng không? Vâng, con vẫn thấy ánh sáng hào quang đúng không? Đúng rồi. Giờ con thấy ánh sáng hào quang màu gì? Màu sáng trắng. Ừ, màu sáng trắng luôn. Và bây giờ con nhìn vào thân thể của ta, xem con có thấy ánh sáng hào quang của ta đang phát ra không? Có phát giống như kiểu một dạng xương xương. Ừ. Thiên nhãn của con thật ra nó chưa được mở, nghĩa là 100% đấy con hiểu. Nếu đúng ra thì con phải nhìn thấy ánh sáng của ta đang phóng ra rất là nhiều. Hiểu? Chắc con phải đợi con mệt luyện thêm. Ừ, nghĩa con cần phải tu hành thêm luôn. Vâng. Nhưng mà cũng là tốt lắm đấy. Hôm nay ta phải chia sẻ cho con rất là nhiều công đức của ta. Vâng. Đấy, thì con mới được mở thiên nhãn như thế này. Dạ. Con biết là nhiều người họ tu hành có khi cả cuộc đời luôn. Tu hành thậm chí hàng nhiều năm, hàng chục năm, mấy chục năm ấy mà cũng không được mở thiên nhãn. Mà có những người ấy, cũng là học trò ra nhưng họ mới chỉ được nhắm mắt nào thì họ mới thấy ánh sáng thôi. Chứ mở mắt ra họ chưa thấy ánh sáng như con bây giờ. Ừ. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà ta chúc mừng con ấy. Dạ vâng. Mặc dù con là dân học thức đấy, nhưng mà tâm con rất là khiêm nhường. Đấy, có một cái căn cơ rất là cao ấy. Chứ không phải ai cũng được như thế này. Đấy con thấy không? Nhưng mà khi bây giờ con nhìn thấy ánh sáng ấy, thì con chỉ nên nhìn ánh sáng của những căn cơ cao, con hiểu. Ánh sáng Phật Bồ Tát thôi. Nhìn thấy những chúng sinh vô hình ấy. Thì tốt nhất lúc đấy con niệm danh hiệu Phật của ta, con hiểu. Ừ. Chứ con đừng có tiếp xúc với những chúng sinh vô hình nhiều, nó không tốt, con hiểu. Vâng. Ừ. Thì thường thường cái lúc nhắm mắt như vừa rồi là nhìn ấy. Ừ. Thì màu ánh hào quang là màu vàng. Ừ. Là màu vàng. Ừ. Con học đại học luật, đại học đấy 6 năm mà con không sử dụng kiến thức. Vâng. Ừ. Mình học cái thời đấy là mình học để mình biết thôi. Ừ. Thì bằng cấp thì cũng đầy đủ hết, đủ. Ừ. Các loại. Ừ. Nhưng mà trong quá trình làm thì mình thấy không phù hợp ấy. Ừ. Không được tự do. Vâng, không phù hợp với mình ấy. Ừ. Thì mình rút lui thôi. Ừ. Mình tìm kiếm công việc nó phù hợp. Ừ. Kể cả ngay như bây giờ cũng thế thôi. Ừ. Mình muốn co lên trên này để nó có một cái không gian riêng. Ừ. Để tìm lại cho bản thân. Ừ. Nghĩa là con đang sống tại thủ đô Hà Nội. Vâng. Ừ. Mà con có hay nên trên đây là gọi là dân tộc Thái nhỉ? Không, vùng trên này. Vùng... Trên này là lên thị trấn Mộc Châu. Thị trấn Mộc Châu. Đó. Đây là thị trấn Mộc Châu. Con có hay lên đây để trải nghiệm cuộc sống ở rừng núi như này không? Thường xuyên đi. Ừ. Lên ở trên này. Ừ. Gần như tháng nào cũng lên. Ừ. Thì lên trên này thì mình mới tĩnh tâm được. Ừ. Thế con có thấy ta chia sẻ cho con như vậy nó mê tín gì không? Hay là nó có gì không rõ ràng không? Không. Ừ. Nói chung là bởi vì có thể mọi người chưa được tiếp xúc với Phật Pháp nhiều ấy. Ừ. Cho nên người ta cũng chưa có thể am hiểu. Ừ. Thì qua cách chia sẻ thì con thấy là cũng không có gì gọi là mê tín. Ừ. Tất rõ ràng sáng suốt đúng không? Tại vì ta chia sẻ cái video này con thông cảm để chia sẻ cho những người họ có học thức ấy. Họ cứ chấp vào học thức, rồi họ cứ chấp vào họ giàu có, rồi họ không tìm hiểu về tâm linh không nào. Thì thực ra theo cái mà con đã hiểu ấy, thì mọi thứ trên cái thế giới này nó còn có rất nhiều cái mà mình không biết. Đúng rồi. Mà mình không biết. Đúng rồi. Thì mình tìm hiểu để mình học hỏi. Đúng rồi. Còn mình không chấp trước nó để mình đưa ra những cái lời lẽ. Đúng rồi. Phản bác. Phản bác. Ừ. Bởi vì cái đấy mình không biết. Đúng rồi. Đúng hơn là mình không biết. Đúng rồi. Còn nhưng tốt nhất là mình cứ mở tâm ra mình học. Đúng. Khiêm nhường mình học. Ở tâm ra mình học thôi. Ừ. Có mất gì đâu mà học đấy. Đúng. Đặt niềm tin vào đâu đấy. Mình không mất một cái gì cả. Ừ. Và mình cảm thấy an vui, thoải mái. Như hôm nay ta chia sẻ cho con ấy. Là mình học. Khai mở thiên nhãn cho con. Ta cũng có lấy đồng một đồng xu nào đâu con hiểu. Ta chỉ nhân tiện đi qua mà chia sẻ thôi con hiểu. Đấy. Dạ. Con cứ mở tâm học không mất gì cả. Ta chào con. Con chào thầy. Thế hôm nay con nhận được cái pháp đốn ngộ này con có vui không? Con vui lắm ạ. Con xin đa tạ thầy. Ta đang quay video nhỉ, để làm một chút tư liệu nhỉ, để giao duyên cho người khác nhỉ. Thế con
Lúc nãy con ngồi thiền, con thấy ánh sáng từ mắt trí huệ phát ra, con thấy màu gì? Thấy đầu tiên thì cứ quẩn lẫn lúc màu tối, màu vàng vàng, không phải sao sáng luôn. Màu sáng, ánh sáng, đấy là hào quang con nhá. Vâng. Đấy là hào quang ánh sáng mà Phật Bồ Tát ra trì cho con. Vâng. Nó cũng là ánh sáng từ trí huệ, từ vị Phật bên trong của con được phát quang, được tỏa ra con nhá. Dạ vâng. Tôi chúc mừng con. Và hôm nay là ngày 29 tháng 8. Vâng. 29 tháng 8 năm 2022 là cái ngày mà con được khai mở thiên nhãn, mà cũng là cái ngày con được câu thông với vị Phật bên trong của con. Vâng. Đấy. Rất là mừng. Và cũng nhờ thầy Tịnh Quang đã khai thông cho con được biết được vị Phật bên trong của con và của vợ con. Thì con không biết nói gì. Con chỉ biết là đa tạ mà thầy đã thương và giúp cho con. Không có gì con. Cảm tạ. Con làm sao con về con sống với vợ chồng con làm sao hạnh phúc con hiểu không? Đấy, thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng luật pháp, tôn trọng tất cả mọi người, yêu quý tất cả mọi người con hiểu không? Làm sao con cuộc sống của con phải bình an hạnh phúc? Giờ cũng qua thầy để chỉ giáo cho con thì con nhìn được cái vị Phật bên trong của con và khai sáng cho con là con nhận thấy là như trước kia. Con có thể không những với vợ con mà với những người ngoài nữa mà con không ưng ý, con không vừa lòng thì con có lúc con chửi rủa hoặc là con có cái suy nghĩ khác, thì bây giờ con Phật đã khai sáng trong tâm con là sáng, con là tất cả mọi người đều là nó Phật. Có Phật bên trong, Phật bên trong và phải nhìn thấy những cái tích cực, cái tốt đẹp của họ đúng không? Mà nhìn thấy những cái gì đấy mà nhân trong kinh nói là gì? Đức Phật nói gì? Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đấy con hiểu. Vâng. Hôm nay con bấy lâu nay con cứ tham sân si, con hiểu. Hôm nay con thành tâm, con sám hối và ta chỉ cho con. Vâng. Con hoàn toàn nhận thức được cái con là Phật. Vâng. Đấy, và con đã được khai mở thiên nhãn, đã được câu thông với vị Phật bên trong của con. Lúc nãy con ngồi ngồi thiền, con quay bên trong, con xin vị Phật bên trong con khai sáng, con có được ngài trả lời rõ ràng không? Vị Phật bên trong con ấy. Có. Ngài trả lời cho con biết là từ nay thì con phải trí huệ mở rộng và phải nhìn thấy tất cả mọi điều tốt đẹp thì sẽ tốt đẹp. Đấy con hiểu. Bây giờ con nhìn thấy cái gì cũng phải đều là tốt đẹp, con hiểu. Đấy, tất cả ai cũng là Phật, con hiểu chưa? Tôn kính họ, tôn kính họ tức là tôn kính mình. Đấy, tôn kính vợ tức là tôn kính mình, con hiểu chưa? Yêu thương vợ chính là yêu thương mình, con hiểu. Hoặc là tham sân si, ghét bỏ vợ hay là ghét bỏ ai, cãi lộn với ai, tức là mình đang tự mình làm cho mình tâm mình bất an, con hiểu. Con hiểu chưa? Nên con phải từ bi nhưng phải trí huệ, phải sáng suốt con nhá. Và lúc nãy con lúc nãy ta, con mở mắt con còn thấy ánh sáng của ta không? Có. Thấy hào quang của ta không? Có. Con nhìn cô kia con có thấy ánh sáng không? Cũng có. Con thấy không? Đấy, khi con mắt huệ con mở ra, con nhìn thân xác của ta, con có thấy ánh sáng. Có. Con có thấy con có thấy ánh sáng của người con đang phát ra không? Có. Con có thấy những viên kẹo người ta đưa cho con có ánh sáng không? Có. Đấy là hào quang ánh sáng nhá. Mà vị Phật bên trong của ta nó gia trì xuống con hiểu. Cũng là vị Phật bên trong của con gia trì vào những cái đồ ăn ấy, con hiểu. Nó còn là ánh sáng, là hào quang. Khi con ăn được cái này thì tự nhiên là bệnh tật của con được tiêu tan, con hiểu chưa? Rất nhiều người đến với ta là hết bệnh luôn hiểu. Đấy, như con ấy. Con đau bụng đúng không? Trên đường con đến đây là nhà ta là con hết đau bụng luôn. Vâng, con đến nhà sư phụ con bị hết. Con thấy không? Đấy, nhiều khi đức tin với vị thầy là như vậy chứ. Khi con đến đây thì cái từ trường đau bụng người ta phải gánh cho con hả? Thì con hết đau hả? Người ta chúc mừng con. Đấy. Con xin tạ, con xin phép con về. Và khi ta đăng cái video này nên để gọi là gieo duyên cho mọi người hả? Cho mọi người họ biết đi. Họ biết đến Phật pháp, biết đến tu hành, biết đến ăn chay nằm lành tránh dữ nhỉ? Như ta đã dạy con từ nãy giờ nhỉ? Thì là tốt rồi nhá. Thì con cũng đừng ngạc nhiên nhá, con cũng hoan hỉ nhá. Con cũng mong điều ấy. Con cũng mong, nhiều lúc con nghĩ là con mong cho cả xã hội này làm sao tốt đẹp lên. Đấy. Để cho cuộc sống nó có ý nghĩa mà xã hội cuộc sống này nó vui tươi, nó đẹp tốt hơn. Đấy cũng là mong muốn của ta nhỉ. Khi ta ra ta dạy các con. Vâng. Con cũng cứ nhìn màu trời, màu xã hội nó như cái màu đen thì con cứ nghĩ thì còn chán chường. Không, bây giờ con phải nhìn thấy tất cả đều là tốt đẹp con nhá. Bây giờ con sẽ thay đổi. Con nhờ. Rồi, ta chào con. Thế bây giờ con vào đi. Con khai sáng chung cho mọi người.
Nãy con cũng nghe mọi người nói chuyện thì con cũng trong mình sư cũng nhắc cái con là về hóa độ cho bố mẹ. Đấy mà, đấy, con thấy không? Vị Phật bên trong con của con đấy nhắc nhở cho con về như thế con này. Thì con về con cũng chia sẻ với bố mẹ con. Nên nó vi diệu như vậy con hả? Con cảm thấy vui không? Vui khi mà con được câu thông với mình sư Tịnh Quang bên trong. Kính thưa mình sư, lúc đầu con thấy vui, người không bây giờ con thấy bất ngờ. Con thấy nó vi diệu không mình sư? Quá nó bất ngờ, quá vi diệu nè. Đấy, pháp trực chỉ chân tâm đối ngộ này, con tu văn năng trời. Không thấy gì. Đấy. Không tìm được vị Phật bên trong con. Không câu thông được ở bên trong. Bây giờ con đã được như vậy. Tôi nói con cái này khó lắm, nó cũng dễ lắm nhỉ. Dễ là đến với ta nhất phát đốn ngộ và ta chỉ đường cho nhỉ? Đi thì sẽ đến nhỉ? Và ta phá mê ta chấp cho. Nhưng mà khó ấy. Khó là cái bản ngã nhỉ? Khó mà khó không đúng, không đi đúng được. Trong những cái bản ngã cam mạng cột trói thì cứ nhận cái tôi mình cứ sống với tâm trí được không nhỉ? Nó khó. Cái bản ngã là mình khó rồi.